Cầu Nhơn Trạch vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành trước 6 tháng. Dự án cầu Nhơn Trạch thuộc vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh thi công xuyên Tết Nguyên đán. Chính vì vậy, dù mới khởi công 3 tháng nhưng dự án có tiến độ thi công rất ấn tượng. Dự án có chiều dài khoảng 8,2 km, gồm 6,3 km qua địa bàn Đồng Nai và 1,9 km đi qua địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Điểm đầu giao với đường tỉnh 25B thuộc địa phận huyện Nhơn Trạch Đồng Nai và điểm cuối giao với đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Theo thiết kế, dự án có quy mô đường cấp 3 đồng bằng, tốc độ thiết kế 80 km/h. Bề rộng nền đường từ 20,5m 26m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Tổng mức đầu tư gần 7.000 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng hơn 2.000 tỷ đồng. Trước đó, ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, cơ quan trực tiếp quản lý dự án, cho biết gói thầu cầu Nhơn Trạch được thi công trong thời gian 35 tháng còn gói thầu phần đường là 30 tháng. Ban sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung thi công, đảm bảo chất lượng, tiến độ để đưa dự án vào khai thác vào cuối năm 2025.